xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy và Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay bây giờ hai mẹ con sẽ đi hái táo mọi người ơi. Thì do cây táo ở nhà cao quá, hái không được gì hết đó. Nên là từ bữa giờ chưa bao giờ có một cái video clip nào đi hái táo cho mọi người coi hết. Nên bây giờ cái chỗ này cách nhà Ngọc khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe, Ngọc mới gọi điện thoại. Thì người ta nói là ok, có mở cửa để hái táo. Mà cái táo này cái tên tiếng Anh là gọi là Honey Crisp. Thì Ngọc cũng... cái gì vậy trời? Nên là Ngọc sẽ đi hái táo cho mọi người coi. Rồi coi coi trên đó còn có cái gì nữa để mình hái không, để coi cái mùa này có gọi là cái trái gì? Trái bí ngô hả? Cái trái mà Halloween á, cái trái mà Halloween mà chơi thích á, gọi là bí ngô hay gì ta, là pumpkin á. Đó, để coi có cái trái đó không, để thêm hái thêm trái đó nữa. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái video clip đi hái táo ở Mỹ nha. Để coi, tại vì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Chỉ còn khoảng hết tuần này qua tới chủ nhật là sẽ hết đẹp trời. Nên là hai mẹ con tranh thủ đi hái táo được ngày nào hay ngày đó. Nên không, tuần sau là bắt đầu trời lạnh rồi cô chú ơi. Mọi người, thì Ngọc tới cái chỗ mà hái à. Chỗ này gọi là Irwin Orchard Cider Mill. Thì chỗ này á các bạn, bạn thấy mấy này mấy cái táo rồi nè. Mọi người thường tới đây để mua donut với lại mua apple cider, là cái nước táo của các bạn. Đi chay khoan nhìn chị đi con. Đó mà mọi người thấy không, mọi người ngồi để ăn uống nè. Có chỗ ăn uống, vừa được ăn donut vừa được uống cider. Nói chung là người Mỹ á, cái mùa này trở đi là người ta ưa tới những cái chỗ này để người ta mua mấy cái đó bánh donut mà được làm từ táo đồ này kia, cinnamon đồ này kia, để người ta ăn lắm. Không, cái trong này là để chỗ mình đi hái hay là sao ta? Trời ơi, ngồi đợi mẹ ngoan dễ sợ không biết không? Tại vì trong này các bạn, người ta không có lấy tiền thẻ nên là phải đưa cho ta, người ta ta tiền mặt. Thì ở đây là những cái size mà mình được nè. Thí dụ như cái size này là từ 20 cho tới 25 đồng nè. Cái size bự hơn là từ 40 cho tới 50 nè. Bự hơn nữa là 80 tới 100. Thì Ngọc cái này người ta sẽ đưa cho Ngọc cái bịch này, và Ngọc hái chừng nào đầy cái túi này thì thôi. Đó vậy đó, còn cái bịch này thì hái chừng nào đầy túi thì thôi. Đi con. Đi vô đây lại lên. Ngọc nghĩ đây là cái khu vườn mà một chút nữa mình sẽ hái. Rồi, đã đưa tiền cho cô. Here you go. Rồi, bây giờ lên xe đây nè các bạn. Lên xe đi chay. Ôi xe dài ghê không? Cái xe chở mình đi tới cái chỗ để mày dẫn lên, đừng có đụng vào nó dơ. Đứng lên, đúng rồi. Có nhiều cái mình không có được đụng vô nha con. Đúng lên con. Rồi lên xe ngồi. Lên ngồi với chú đi, lên ngồi trước với chú nè. Đó, mẹ con chơi đang ngồi lên xe này cô chú ơi. Chút nữa mẹ cho con vô thôi khu trò chơi con chơi nha. Ở đây có khu trò chơi nữa. Nhìn thẳng. Thế nào mọi người? Nay đỡ nắng mà mát hơn cái ngày mà đi hái cherry đồ. Mẹ ơi, chơi, đừng có nằm đâu, đứng nằm đi nè. Mẹ nói rồi, một chút nữa con giúp mẹ hái táo nha. Con giờ nằm ngủ hả? Trời ơi, kêu nó giúp tôi hái táo đó đấy không? Con nằm ngủ có được không trời? Hồi nãy lúc mà Ngọc chưa mở điện thoại lên, Ngọc nói chay chút nữa con giúp mẹ hái táo nha. Không, con mệt. Trời ơi, nó làm gì bây giờ, nó nằm nó ngủ, ngồi dậy. Trời ơi, đúng là công chúa làm biếng là đây nè chứ không đâu. Trời ơi, kêu nó phụ mẹ nó không, nó làm biếng nó ngủ rồi. Rồi nó ngủ rồi cô chú ơi. Ngủ rồi. Thôi được, có được không? Có con cá gì mà không có giúp mẹ gì mà đi hái táo rồi đi ngủ. Rồi. Đó, bây giờ là đi vô chỗ cái chỗ táo nè. Ô, đây quá trời táo luôn nè. Hả? Ai từ từ. Con kêu á, con kêu phê, con phải kêu ông, nói ông chạy từ từ thôi. Ở đây có vườn bắp nữa nè mọi người, hình như mình không biết có tới mùa hái bắp chưa không biết. Trời tung dễ sợ luôn. Đây nè mọi người ơi, tới chỗ nãy giờ chở không xa thì công nhận mấy cái vườn này lớn dễ sợ. Mọi người coi táo nè. Á trời ơi, chị hai nó còn sống. Chị hai ơi, để mẹ chỉ cho. Kệ nó, lỡ rồi bỏ vô vỏ đi. Bỏ vô vỏ đi. Để mẹ chỉ cho nha. Trời ơi. Con thấy trái nào giống trái này nè, đây nè. Con thấy trái nào mà màu đỏ giống vậy nè, hoặc đỏ hơn nữa rồi, cái này bị con gì ăn rồi nè. Trái này nó cũng còn xanh quá, con phải hái trái nào màu red nha. Ok, rồi đi. Trời ơi, công nhận cái vườn này rộng ghê luôn á mọi người.
đi hồi nãy giờ chắc đi 10 phút lái xe cái đó, 10 phút rồi mới tới được cái giường này luôn. À, chưa chưa, mình phải đi vô đây coi. Ôi xa ơi, phải đi 10 phút mới tới luôn, công nhận đất bao la luôn. Trời ơi coi, coi coi rụng nó uổng ghê không. Màu rét đó hả con, để mẹ từ từ mẹ đang kiếm chứ còn mà. Trời mấy cô mấy chú hái quá trời luôn này, đây nè. Chưa, mình phải đi kiếm chứ. Trời ơi, sao sao thấy đâu có còn lại gì cho chúng ta đâu chay. Gì con? Ờ mẹ chờ chay, ok. Đây mẹ coi coi còn trái nào ngon ngon không cho chúng ta coi. Ờ trái này ngon ghê, ờ trái này bự ngon ghê không mà. Ờ mà mấy cô mấy chú hái gần hết rồi. Bây giờ mấy trái ngoài bìa này là hết rồi đó chay ơi. Mình phải đi qua bên kia thôi chay. Bây giờ mình phải vạch lá tìm sâu mới được mấy trái. Trời ơi mọi người thấy không? Táo rụng rồi. Táo này mà làm nước ép rồi ha. Ui làm bánh làm đồ ha. Cái táo rụng dưới đó còn nhiều hơn táo trên cây nữa. Trời gần hết rồi đó. Chay nó kêu ui dồi dơi. À nguyên cái bịch này hồi nãy Ngọc trả 30 đô các bạn. 30 đô là cỡ khoảng hơn 600 ngàn đó các bạn. Là để hái hết mấy cái bịch, hái đầy bịch táo này luôn nè. Nhét được bao nhiêu nhét đó, ý là vậy đó. Hả à, đây đây. Hình như được được ăn táo luôn mà biết sao, táo dơ lắm phải. Thôi trái này sao đây, hồi trái này cũng còn xanh lè xanh lét à. Rồi chưa thấy cho con thấy không, còn xanh nên mình đâu có hái được đâu con. Mình phải đi hái mấy cái trái nào mà đỏ thiệt là đỏ luôn á. Chú nào? Con muốn kiếm chú nào? Ôi ơi, mà mấy cái cây táo này nó rụng vô đây này giống như làm phân bón cho mấy cái cây kia luôn á. Trời ơi coi nè mọi người coi nè nha, quen vòng coi táo rớt nè. Wow. Cái này á, cây táo này á, không biết làm sao mà Mỹ á, rất là nhiều loại táo nha mọi người, tên này tên kia, tên nọ, trời tên đếm không hết tên táo luôn á. Cái táo này gọi là Honey Crisp. Coi nè. Coi táo rụng nè, đầy dưới gốc cây. Dạ. Con mệt hả? Mới đi chút xíu mệt rồi. Trời ơi, giống như hết táo luôn rồi, hết táo để hái luôn rồi đó. Con đây nè, trên đây có con trái mà sao bầm dập quá. Ủa trái táo này phải hái làm sao mới đúng chay à. Ờ có trái trên kia mà. Hả mẹ nắm tay con hả. Đây nè, đây nè, lại đây coi trái này có được chưa. Coi trái này được không. Không trái này cũng không được, trái này cũng không được luôn. Chui quá, chui quá. Chui quá. Có đâu có sao đâu, chui quá. Trời đất ơi. Ủa kiếm đường khác hả, rồi kiếm đường khác qua đi. Ủa đi đâu ạ. Giỏi, đúng rồi. Ôi, hồi nãy giờ mới đi được thấy trái này thấy được nè, có được không vậy? Wow. Hả? Đó, đẹp không? Không, it's red. Con phải hái trái nào màu đỏ. Hay có trái này được nè, con hái đi con. Hái, nhón lên. Đúng rồi. Nhón lên, chịu khó đi. Nhón lên con, hái. Yeah, giỏi quá, bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch. Nhẹ thôi, bỏ nhẹ thôi. Bỏ mạnh quá là nó bị dập táo đó. Tiếp tục. Ờ, con cầm giùm cho mẹ ha. Nó coi mấy cái cây này có trái nào không, cây này thì trời ơi. Có mấy trái rụng dưới nè. Rồi. Rụng dưới nè. Trái này cũng rụng nữa nè. Trái này cũng rụng nữa nè. Trời ơi. Ngon. Cái gì snack đâu mà snack. Coi trái này sao. Trái này cũng chưa được. Mọi người có trái táo ngay trong này nè mọi người. Chắc nó rụng từ ở trên nó rụng xuống, nó dính trên cái cây này luôn. Trời ơi con hái trái đó đó hả chay. Thôi kệ bỏ vô đi. Chừng nào mẹ cho con mới hái nha chay. Tầm 7 không à. Không, không có kiếm màu green, kiếm màu red chứ không có kiếm màu green, nó kiếm màu đỏ, màu xanh. Không. Cái này rồi. Cái này cũng bị úng rồi. Con nói gì?
con nói gì? Đây này, chay ở đằng đây con có trái này được nè. Thì lại đây hái trái này cho mẹ, lại lên. Đây nè. Không. Hái trái này cho mẹ đi. Hả? Hái trái đó đó, hái trái này nè. Hái đi con. Yeah. Kệ nó, bỏ vô đi con. Nhẹ thôi. Đúng rồi, giỏi. Trái này đứng ngay chỗ này dễ thương ghê, mà hư rồi nè, chuẩn bị rụng xuống rồi. Chay, hái trái này cho mẹ nè. Hái trái này nè. Ok. Hái giùm cho mẹ đi. Trái đó đó. Đúng rồi. Đứng xích vô. Mạnh lên. Trời ơi, gì yếu đuối vậy? Mẹ hái cho. Oops. Trời, rớt cái kia luôn rồi. Kệ, lấy trái kia luôn. Hái một trái mà rồi rớt hai cái. Trái này được nè. Trời ơi, sao rớt hái một trái mà rớt hai trái không vậy nè? Ủa trời, trời, trái này đâu được đâu, sao bị sâu rồi. Còn trái này thì cũng bị thâm luôn rồi. Trời đất ơi, coi nè. Con ngồi giữa giữa rừng táo nè. Mà trái này ngon mà còn xanh quá nè. Ngon mà còn xanh nè. Trái này nè. Trái này cũng ok. Trời ơi. Nếu mà mình trái này nè, trái này được không? Ồ, trái này bị ấy luôn rồi. Khó quá. Bỏ qua đi chay. Khó bỏ qua anh chay. Vô trái này coi, trái này được không? Trái này cũng bị ấy rồi. À, trái này chị đi, take a thumbnail picture. Chi xe bù mẹ ơi. Hả? Xe bù. Rồi, con cười đi. Cheese. Apple cheese. Rồi, xong rồi, đẹp quá. Apple cheese. Ừ, mẹ thấy rồi. Trời ơi, tay. Trái này tưởng ngon ai ngờ cũng bị thúi luôn rồi. Ủa vậy là mấy cái trái táo này là người ta không xịt thuốc hả ta? Không xịt thuốc hay sao mà vậy là tốt á. Không xịt thuốc hay sao mà nó còn là sâu không à. Trời đất ơi. Coi bộ hả, không có trúng mùa rồi. Ôi, trái này được nè. Trái được không? Trời đất ơi, dưới đít nó cũng bị ấy luôn. Thôi trái này cũng được đi, hai trái này đi. À, con cầm camera cho mẹ hái hả? Dạ. Ok, quay mẹ nha, mẹ đi đâu con đi theo đó nha. Rồi, có camera mẹ nè nghe cô chú nha. Đi. Nhìn nha chưa. Để mẹ coi trái này sao. Trái này. Quay. Trái này nè, đi theo chân mẹ nha chứ, đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi, con phải đi sau lưng mẹ chứ con đi ngang hàng gì mẹ vậy. Đây đây, đó con phải để camera nha nè, đúng rồi con, rồi đi. Ôi, con cần phải dục. Con thấy mẹ không? Oh my goodness. Oh my goodness, kì quấy mẹ kìa, chứ lo đi không à. Rồi, vô đây. I see you. Vô đây, quay mẹ nè. Thấy mẹ chưa? Rồi, mẹ thấy cái này nha. Oh. Trời ơi trời. Nó vô, nó chị. Nó quấy. Đó, thấy được trái táo nè mọi người. I hold it. À, con cầm. Con cầm cho cô chú coi hả? Con phải cầm vậy nè. Đó, con cầm vậy cô chú mới thấy, hiểu không? Đó, cầm vậy cô chú thấy táo chưa cô chú? Ok. Ok rồi. Hả? Con cầm camera con mệt rồi hả? Mày biết mà. Ra ngoài đây thì có hơi nhiều táo hơn chút nè. Coi trong cái lùm này có cái nào được không? Ủa trời, chưa gì đụng có rớt rồi. À, trái này thôi. Thôi trái này sao, trái này được rồi nè, hái nè. Nãy giờ mới hái được như đây á cô chú. Trời ơi, còn trái này hình như bị úng rồi gì đấy. Hái trái này mà nhìn lên cái thấy nó bị úng luôn rồi. Trời ơi. Thì chay này nguyên cái nguyên cây này, nguyên cái trái này luôn nè, mà trái nào cũng nhỏ. Thấy trái này chắc được nè. Trái này chắc được luôn nè. Hai trái này. Không, trái này hái được luôn nè. Này chay, đổ vô đây con. Rồi, trời nè, trái này cũng được nữa nè, phải không? Ừ, vậy được rồi. Đó. Đây nè, cái chùm này là quá trời luôn nè. Trái này chắc cũng được rồi.
Wow, mấy cái trái táo vậy nhưng mà nó chín đỏ đẹp. Cái gì cầm cây kia bỏ vô cho mẹ đi. Bỏ vô cho mẹ đi con. Ok, trái bự. Ừ, trái bự đúng rồi. Trái này chắc cũng được luôn nè. Nè, bỏ vô cho mẹ luôn. Hai trái đúng rồi. Trái này được không ta? Ừ, trái này cũng được luôn nè. À, này trái trái trái. Bỏ vô cho mẹ con. Rồi, bỏ vô cho mẹ đi con. Mẹ chưa mẹ ơi. Còn một trái nữa hả? Ok, một trái nữa mẹ sẽ con hái giùm cho mẹ trái này đi. Trái này được nè, con hái giùm cho mẹ đi. Ok. Đứng xích vô, đứng xích vô. Đứng xích vô. Rồi bỏ vỏ. Trái này chắc được luôn nè. Đó, trái này ngon lành nè. Hả? Cô muốn quay mẹ hả? Rồi quay mẹ đi. Rồi quay mẹ nha. Mẹ bỏ táo vô nè, quay mẹ bỏ táo vô. Ờ đúng rồi. Ai xia dưới dưới. Rồi con thấy tay mẹ hả? Rồi đi theo mẹ nha. Đi từ từ thôi con, đi từ từ chậm chậm thôi. Rồi mẹ muốn hái trái táo đây nè. Con quay con xuống cho mẹ hái trái táo này coi. Thấy không? Quay xa ra. Quay xa ra thấy không? Yeah. Thấy chưa? Trời ơi hay quá. Xích xa ra. Rồi bỏ trái táo vô nè. Trời ơi nó muốn quay. Thì con thấy trái táo này không con lại con hái trái táo rồi giùm cho mẹ coi trái táo bự quá kìa. Đúng rồi. Ngồi xuống. Đi qua hái trái táo đó cho mẹ đi. Kìa, trái táo đó kìa. Trái táo bự kìa. Rồi không xuống. Hái đi. Trời ơi con này làm biến ghê. Không trái táo đó bị sâu rồi. Coi mấy trái này sao? Ồ mấy trái này bị hư hết rồi nè. Cô chú thấy không? Ừ, bị hư đít hết rồi. Hư đít nhờ. Hư đít hết hả? Hư đít rồi đó. Cô chịu đời nó không? Nó hư đít cái nó chỉ rồi được không? Nãy giờ đi hái táo vui không? Vui không? Con đẹp. Con mệt hả? Mệt quá rồi, tội nghiệp quá cô chú. Con quá mệt rồi, đời đứng lên đi tiếp rồi lẹ đi về, lẹ lên. Cái này được rồi. Nè, cây, cầm giùm mẹ đi. Bỏ vô vỏ. Cái này cũng được nữa nè. Đó. À. Bỏ vô vỏ giùm cho mẹ. Ok. Trái này được nè trai. Không mà con cũng còn sống quá. Còn sống. Ờ còn sống quá. Nè. Cái này sao? Cái này ồ cái này bị thúi rồi. Cái gì con muốn thấy gì? Con thấy apple. Con thấy apple hả? À có trái này được nè. Ồ trái này cũng được mà bị thúi rồi. Thúi gì nhưng mà thúi này cũng không sao. Cái này có bộ là quá trời trái nè. Rồi coi. Rồi đụng cái là nó rớt luôn á mọi người. Trái này được nè. Đây nè trai. Anh có chi vậy? Trời ơi, hai trái đó làm gì vậy? Trái này coi. Trái này cũng ok nè. Thôi không được. Trời ơi, nó rụng luôn rồi. Trái này được nè. Trái này đỏ. Trái này đỏ nè. Ôi, bị hư rồi. Bị hư rồi, đúng rồi. Hả mẹ ơi. Hả? Kiếm khác nha, đúng rồi, kiếm khác nha. Con này là sao? Ồ, đây nè. Đây nè, yeah, chị đi. Cầm đi. Cất lần kia cho mẹ. Cất là cái vỏ cho mẹ. Chui vô đây coi có cái trái nào được không? Toàn là xanh lè không à. Khỏi cần nhìn vô cái màn hình là thấy, nhìn vô màn hình là thấy xanh lè không à. Xanh lè luôn chị ơi. Vô đây coi trái này sao. Ồ, trái này ngon nè. Đây. Trái này sao? Còn trái này cũng còn xanh xanh. Trái nào đẹp không? Trái nào được? Trái này được nè. Trời ơi, coi gia đình chị đó hái được quá trời luôn kìa. Đó. Này coi. Có hư không? Trái này không hư nè. Úp, trái này hư rồi rớt xuống nè. Cái này không hư nè.
này cũng được nè. Này được không ta? Này cũng được rồi con. Mọi người thấy không? Đa số mấy trái này là còn là mấy trái xanh không à. Cái cây rồi mình cũng có thấy nhiều thấy không? Rớt xuống là rớt trái đỏ không? Phải đi đúng mùa. Trái này ngon không? Trái này được nè. À, trái cầm giùm mẹ con. Đó, để vô lại giỏ giùm cho mẹ đi. Yes you can. Chùi xuống đây coi cho trái nào ngon không? Trái này ngon không? Ai trái này luôn. Trái này ngon. Hai trái này. Cái này màu đỏ nè. Cái này ngon nè. Trời, tính hái mà sâu rồi. Trái này cũng sâu không luôn. Thế yeah, chị đi, cầm cho mẹ con. Thank you. Trái này nữa nè. Nè con, ủa sao toàn mà giật cái cuốn không đây trời. Trái này sao đây? Có sâu không? Cũng dập rồi. Ủa sao nó đứng trên cây mà nó trái này bị dập ta? Nè, đây là cái hàng ở ngoài nè. Trời, coi bà chay à. Thấy không, Ngọc hồi nãy giờ Ngọc hái được như đó đó cô chú. Cái gì vậy? Con cắn ăn rồi hả? Con phải chùi đã chay à, chùi đã. Ngon không? Ngọt không? Để mẹ chùi cho. Rồi, hái được như đây rồi, thôi đi về cô chú ơi. Xe tới rồi đi về. Đây. Wow, ủa? Không phải xe này hả? Xe này không có dừng cho mình hả? Có dừng không? Wow. Có ai xuống không? Để lên đi về. Rồi. Đó. Hái vô đây là vừa rồi chứ. Ai ăn đâu, giữ chút về cho hàng xóm. Đây, táo ngon không con? Táo không? Ngon không? Quá trời luôn cô chú thấy không? Rồi, lên xe đi về thôi cô chú ơi. Bye bye táo. Đây. Mày cầm cho đi, mày cầm cho. Rồi, đi lên đi. Rồi, ăn đi. Ngon, ăn con. Nãy giờ mới chịu lấy hái trái táo cắn ăn á hả? Trời ơi, giỏi quá. Đó, thành quả của con hái nãy giờ đó. Đã không? Mời cô chú chưa? Mời cô chú ăn chưa? Mời cô chú đó. Vườn này là vườn, vườn này là vườn thâm cần nè mọi người. Vườn bí ngô nè. Quá trời bí ngô luôn. Bao la bát ngát. Chú coi chay đi hái táo rồi giờ mệt quá nằm ngủ nè. Làm công ăn chuyện xuống là mệt mỏi dữ sẽ dễ sợ không? Quá mệt luôn, gần về tới nhà 15 phút nữa, 20 phút mới tới nhà ngủ được không? Coi nè. Đây rồi, bỏ táo vô cho hàng xóm. Bỏ táo vô cho hàng xóm. Cho mỗi người vài trái ăn cho vui. Đó. Ha. Này là cho mẹ của Adri nè, trời thơm ghê á, mở bịch táo ra thơm ghê. Here you go. Oh, thank you so much. You're welcome. Oh, hello. Hi. Ew. Rồi đây hai bịch này sẽ cho hai người trên lầu. Để lên đưa cho hàng xóm. You're welcome. And I may leave one. I may leave one in the floor, on the floor for. Excuse me. Yeah. That's good. This is one. She don't work. She oh, okay. Thank you. Thank you. Cái gì á? Hả? Cái gì á? It's broken. Yeah. Who did it? JD did it? JD did it? No.
Audrey did it? Who did it? Rồi ơi, cái đó nói trên này hả, cửa sổ này bị gãy rồi. Ngọc hỏi ai làm, Audrey thì chị Inchang, chay chị Audrey. Who did it? Tell me the truth. Audrey? Did she do it or you? Audrey? Audrey, who did it? Đây, con bịch này sẽ đem cho bà Dolores. Tại vì không biết giờ không bao bà Dolores có nhà không biết. Dolores có nhà không ta? Không có nhà hả con? Vậy mày để đây nha. Mày để đây cho Dolores thấy nha. Mày nhảy mày nhắn tin. Ủa con lấy táo đó con cho Audrey hả? Nhà mình có mà. Cái đó là để mày cho bà Dolores. Trời đất. Rồi ơi trời, có nó lấy không? Có táo tôi cho người ta cái đêm nó lấy. Trời nó. Làm sao? Ui dùi dùi sao? Trời hai đứa ăn kìa. Ok, go over there and sit and eat apple. No, I mean sit on a chair. No, you don't want it anymore. Có được không? Có được không? Who? We can't go. I don't understand what you're talking about. JD, you gotta eat before you play, okay? Ăn xong rồi mới chơi nha con, không có được vừa ăn vừa chơi với đó dơ nha. Để lấy thêm hai trái nữa đưa lại cho bà Dolores chứ con. Tụi nó chơi kiểu đó là. Ủa sao khóc vậy? Ồ Audrey giờ chuyển cá vô con, không sao đâu con, mình chơi với nhau mà, bạn bè mình chơi với nhau. Thôi Ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người thích video luôn. Trời rớt, rớt táo rồi. Trời con rớt táo rồi, con rớt táo. Lấy cái khác không, vô nhà lấy chứ không phải qua nhà bà Dolores. Trời ơi, nó rớt táo, nó đi lấy trái khác lại nhà bà Dolores. Thôi, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, bye bye.